vị và các bạn, sau hơn 2 năm với 18 phiên đàm phán chính thức và các phiên họp, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc thống nhất phạm vi toàn diện, mức độ cam kết cao và đảm bảo cân bằng lợi ích, cùng với các ưu đãi cắt giảm thuế quan, tạo cơ hội xuất khẩu quan trọng với Việt Nam đối với các nhóm hàng nông và hàng công nghiệp. Lần đầu tiên, Hàn Quốc mở cửa thị trường cho những sản phẩm nhạy cảm cao như tỏi, gừng, mật ong, tôm, tạo cơ hội cạnh tranh đáng kể cho Việt Nam so với các đối thủ cạnh tranh khác trong khu vực. Vào tháng 5 năm 2015, tại Văn phòng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yon Sang-jik đã thay mặt chính phủ hai nước ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc VKFTA theo đúng kế hoạch của hai chính phủ đã đề ra. Hiệp định gồm 17 chương, 208 điều, 15 phụ lục và một thỏa thuận thực thi quy định. Cái Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam-Hàn Quốc FTA thì các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã rất tích cực và các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã bước đầu thâm nhập được vào cái thị trường Hàn Quốc, đặc biệt là những cái mặt hàng nông sản. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng là sau khi ký cái Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam-Hàn Quốc thì cái doanh số kim ngạch của Việt Nam xuất khẩu sang cái thị trường Hàn Quốc sẽ tăng lên đáng kể, đặc biệt là các mặt hàng nông sản mà hiện nay Việt Nam đang rất có thế mạnh, kể cả các mặt hàng về thủy sản cũng như là mặt hàng thủ công mỹ nghệ, dệt may và da giày. Về cơ bản, hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ được hưởng nhiều cơ hội thị trường mới nhờ các cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ của phía Hàn Quốc. Cụ thể, Hàn Quốc tự do hóa 97,2% giá trị nhập khẩu, tính theo số liệu năm 2012, chiếm 95,4% số dòng thuế. Đặc biệt, trong đó có nhiều nhóm hàng nông, thủy sản xuất khẩu chủ lực như tôm, cua, cá, hoa quả nhiệt đới và hàng công nghiệp như là dệt may, đồ gỗ, sản phẩm cơ khí. Ngược lại, Việt Nam sẽ cắt giảm thuế quan với 92,7% giá trị nhập khẩu, tính theo số liệu năm 2012, chiếm 89,2% số dòng thuế, chủ yếu với các nhóm hàng công nghiệp như nguyên phụ liệu dệt may, nguyên liệu nhựa, linh kiện điện tử, xe tải và xe con từ 3.000cc trở lên, phụ tùng ô tô, điện gia dụng, một số sản phẩm sắt thép, dây cáp điện, v.v. Cái Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đây là một cái sự kiện lớn cho giữa chính phủ hai nước và cộng đồng doanh nghiệp của hai nước. Việt Nam được Hàn Quốc đánh giá là một thị trường rất tiềm năng, là nơi có thể Hàn Quốc tìm được nhiều doanh nghiệp cũng như là đối tác xuất nhập khẩu. Ngược lại, Hàn Quốc cũng là một cái thị trường mà cho rất nhiều mặt hàng của Việt Nam vào, ví dụ như là dệt may, thủy sản, nông sản. Theo các chuyên gia kinh tế, việc cắt giảm thuế quan sẽ tạo thêm sức ép cạnh tranh đối với các doanh nghiệp trong nước. Các cơ quan quản lý nhà nước sẽ phải không ngừng kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ mới có thể đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong môi trường kinh tế vận hành theo thông lệ quốc tế. Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba và là đối tác đầu tư trực tiếp lớn nhất của Việt Nam trong 23 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Hàn Quốc cũng thuộc vào nhóm ba nước có lượng du khách đến Việt Nam lớn nhất. Đây cũng là một trong những đối tác cung cấp lớn nhất ODA cho Việt Nam, khoảng 21 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam là đối tác FTA đầu tiên được Hàn Quốc mở cửa thị trường đối với những sản phẩm hết sức nhạy cảm trong nước như là tỏi, gừng, mật ong, khoai lang, v.v. Thuế suất những mặt hàng này rất cao, từ 241 đến 420% vì đặc biệt nhạy cảm với Hàn Quốc. Do vậy, hiệp định sẽ mang lại những tác động tích cực về nhiều mặt đối với Việt Nam. Hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ được hưởng nhiều cơ hội thị trường mới nhờ các cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ của phía Hàn Quốc. Đối với lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư của hai nước sẽ có bước tiến nhảy vọt và chúng ta hoàn toàn có cái điều kiện để tin rằng cái mục tiêu kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt 70 tỷ đô la vào năm 2020 là khả thi. Và đây cũng chính là biểu hiện của cái quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Hiệp định đặt mục tiêu tăng gấp đôi tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai quốc gia lên 70 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, nghĩa là tăng trưởng trung bình khoảng 20% một năm. Để đạt được mục tiêu này, ngoài nỗ lực của chính phủ,
các doanh nghiệp cũng nên liên kết với nhau và có giải pháp tham gia vào chuỗi sản xuất, mạng phân phối của các doanh nghiệp Hàn Quốc để tận dụng những thế mạnh về thị trường, thương hiệu, cách thức tổ chức, quản lý, kinh nghiệm phát triển trong cạnh tranh để vừa tận dụng cơ hội, vừa vượt qua thách thức nhanh chóng và hiệu quả.